khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 95: Vì sao bạn không nghĩ đến Phật? Ngay trong đời này, tôi có được chút thành tựu như vậy. Các vị đồng tu muốn hỏi tôi có thể nói với các vị, tôi nắm chắc phần vãng sanh. Nếu không nắm chắc, vậy thì 56 năm tu học của tôi uổng phí rồi. Vì sao có thể nắm chắc vãng sanh? Vì 56 năm không hề ngơi nghỉ. Mỗi ngày đều làm, mỗi ngày đều cải lỗi, mỗi ngày tự làm mới. Cải lỗi là một việc rất không thể dễ dàng. Thế nhưng nhất định phải nỗ lực, nhất định phải cảm ơn tất cả chúng sinh, tất cả hoàn cảnh họ đã giúp đỡ cho ta. Thiện duyên, thuận cảnh, tôi tùy thuận theo học, không khởi tham luyến. Khởi tham luyến thì đọa lạc. Thuận cảnh ác duyên, không khởi sân hận, tuyệt đối không oán trời trách người. Biết được cái gì? Nhân ác bất thiện chúng ta đã tạo, cảm đến là ác báo. Phải thừa nhận hay không? Phải thừa nhận. Hiện tại bạn không thừa nhận thì tương lai cũng phải thừa nhận. Vì tương lai nhận không như hiện tại nhận. Hoan hoan hỷ hỷ mà tiếp nhận, nghiệp chướng liền tiêu trừ. Nghiệp chướng vừa tiêu trừ thì trí tuệ thêm lớn, phước đức liền hiện tiền. Hồng Kông có một vị lão hòa thượng, lão pháp sư Dục Minh, cũng là bạn cũ với tôi. Dường như ngài nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Năm trước đã qua đời rồi. Ông xem tướng đoán mạng, xem phong thủy, ông hiểu được những thứ này. Ông đến Hán Khẩu của chúng ta để thăm tôi. Ông nói: Pháp sư Tịnh Không, khi ngài còn trẻ khổ đến như vậy, không hề nghĩ đến, hiện tại ngài lại tốt số như vậy. Thực tế mà nói, tôi làm gì mà có tốt xấu chứ? Cái mạng này của tôi, ông ấy cũng đoán qua rồi. Năm 45 tuổi thì chết, còn có vận may gì chứ? Chính mình không ngừng đang cải đổi. Quan trọng nhất là phải biết nhận sai. Chính mình có sai mà không biết thừa nhận, việc này thật là đáng lo. Vậy thì rất khó mà quay đầu. Nhận sai, bạn mới có thể thay đổi được sai lầm. Vậy thì mới có thể tiến bộ. Hay nói cách khác, vì sao nói mỗi năm sẽ hạnh phúc hơn, mỗi năm sẽ có thêm trí tuệ? Bạn nói xem, cuộc sống như vậy thật là an vui. Trong ngạn ngữ chúng ta có câu: lo buồn có thể khiến cho người già. Người có lo buồn thì già nua rất nhanh. Người an lạc thì không dễ gì sanh bệnh, thì không dễ gì già nua. Người không an lạc thì rất dễ sanh bệnh, thì rất dễ già nua. Chỉ cần các vị lưu tâm chú ý thì liền phát hiện ra, khi con người còn đang phấn đấu làm việc, họ không nghĩ đến già thì không dễ gì già. Sau khi nghỉ hưu rồi, họ nghĩ đến ta đã già rồi thì già nua rất nhanh. Người già thì thường hay sanh bệnh, lo lắng sanh bệnh, liền nghĩ đến bệnh. Thế thì bệnh liền đến. Sau khi bệnh rồi lại sợ chết. Sợ chết thì nghĩ đến chết, thì họ liền rất nhanh chết. Bạn xem, có rất nhiều đồng tu bạn bè của chúng ta
sau khi nghỉ hưu rồi, qua 2 năm không gặp mặt. Khi vừa gặp mặt, dường như họ bỗng chốc già nua thêm mấy mươi tuổi. Thay đổi lớn đến như vậy, họ xem thấy tôi thì rất ngưỡng mộ. Họ nói, vì sao ngài mỗi năm lại trẻ ra vậy? Họ không hiểu cái đạo lý này. Chúng ta xem thấy được rất rõ ràng, rất tường tận. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Nếu bạn hiểu rõ cái đạo lý này, tại vì sao bạn không nghĩ đến Phật? Bạn một ngày từ sớm đến tối nghĩ tưởng sằng bậy để làm cái gì? A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.